Các bác này, hôm nay cửa hàng em về được ít hàng các bác nhé, về được ít hàng bãi này. Hôm nay thì bãi Nhật được máy bơm nhá, máy bơm này, máy gắt cỏ này, máy tỉa rào này, gắt cỏ Mazu đẹp này. Đó, anh em nào mà quan tâm đến những cái sản phẩm này thì mình liên hệ trực tiếp là qua số điện thoại cửa hàng của em là 0976123370 nhá các bác nhá. Đó, có Zalo các bác nhá. Cái lô này em giới thiệu qua thôi, đang xịt rửa cho các bác, đang xịt rửa cho nó nhé. Trời đang nắng thì xịt rửa tranh thủ phơi. Thì đây có máy tỉa bờ rào này, có máy, con này là máy xịt thuốc này, xịt thuốc này. Đấy, nó có cả cái động cơ 4 thì này, 4 thì với cả là cái đầu xịt này. Đấy, rất là tiện lợi các bác. Sách này các bác cần để lấy ống xịt vào những cái bình các kiểu rất là ngon nhé. Máy thì bên em sẽ làm nổ cho ok cho các bác luôn. Đây có con máy bơm nước này, rất đẹp luôn. Con này là bơm Robin này, 4 thì nhá, hàng 4 thì bơm sách tay này. Con này 25cc 34 ly, 26cc 34 ly, hàng bơm Robin. Đây con bơm Robin đẹp nữa này. Con này bơm bơm lớn này. Con này bơm 35cc nhá, Robin EHO 35 này. Con này như kiểu con GX35 luôn này, động cơ lớn này, rất đẹp. Con này bơm ruộng riêng thì đẩy 500m thoải mái luôn. Thì đây có mấy con tỉa bờ rào này. Đấy, tỉa bờ rào. Đây con Mitsu này, hàng 1 lưỡi này. Con Tanaka hàng 2 lưỡi này, hàng 2 lưỡi này các bác này. Cắt cây cảnh bonsai này. Hàng Mazu này, con Mazu đẹp này. Đấy, con này nhá. Đấy, con Komatsu này. Con này lưỡi dài này các bác này. Con này lưỡi dài là 80 luôn này. Đấy. Đây có hai con 2 lưỡi này, Zubi Komatsu này. Đấy. Đây, con có su này, tỉa rào nhá. Đây con cắt cỏ. Đây con cắt cỏ Mazu Jangma nhá, 26cc 34 ly. Đấy, con này hàng hàng một tay nhá. Máy rất đẹp luôn này. Con này thì hàng đẹp 90% luôn, rất đẹp luôn nhá. Con này làm nổ lên thì đẹp keng luôn. Chưa dọn rửa luôn đã đẹp như này này. Bác này rửa qua rồi, rửa sơ nhá. Con này thì các bác cắt một tay, các bác chui vào bụi rậm các kiểu, cắt rất là sướng, đặc biệt các bác trong miền Tây. Đấy, tay gà này, rất đẹp này. Đấy, bồ bọng này, con này 26cc 34 ly nhá. Máy đẹp này. Đấy, con này giá 1,9 triệu này. Cắt cỏ 4 thì nữa này, Makita này. Con này tay gà bóp này. Hàng 4 thì nhá, xăng riêng nhớt riêng nhá. Con này giá 1,8 triệu này. Này giá 1,8 triệu này, cắt cỏ cái kiểu rất là ngon, máy đẹp keng này, chưa rửa, chưa vệ sinh. Đây còn luôn cả ấy này, kẹp chì luôn này. Đây, đây con thổi lá này, thổi lá đẹp keng này, về thêm con thổi lá đẹp keng các bác này. Đó, nói chung hàng em đi thì toàn hàng lựa thôi. Đó, thổi lá 4 thì này. Đó, Makita nhá, quá đẹp luôn này. Chung là hàng đi lựa về rất đẹp luôn các bác nhé. Về thêm ít hàng đó thì ok. Thì anh em nào quan tâm đến sản phẩm nào ấy thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0976 2330 nhé. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.